trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa cho người dũng cảm cứu bé gái khỏi đám cháy. Sáng ngày 15 tháng 1, ông Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đến thăm và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho anh Trung Văn Nam, sinh năm 1988, ở xã Thăng Long, huyện Đông Cống, vì đã có hành dũng cảm cứu người khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12 tháng 1 năm 2022 tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, Trưa ngày 12 tháng 1 năm 2022, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại số nhà 107, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có bé gái bị mắc kẹt trên tầng 3, anh Trung Văn Nam đã dũng cảm cùng lực lượng chức năng cứu cháu bé khỏi đám cháy. Hiện tại, anh Trung Văn Nam cùng vợ con đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Do đó, bố, mẹ anh trung văn nam là ông trung văn phú và bà lê thị thiếp đã thay anh nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa trò chuyện với gia đình người thân của anh trung văn nam ông đào xuân yên nói hành động dũng cảm cứu người của anh trung văn nam đã tô điểm thêm vườn hoa người tốt việc tốt góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết tương thân tương ái thương người như thể thương thân của dân tộc ta